Tôi đây nè, ngọc nia ngày ní dùng một phơi tray chiên chai cho mùi nó bà lá nè. Dùng miên tray môi lòng khung lộn mổ nè, khơi nhé. Hai bà tọa mặt tiết dùng miên sập chịa cà táo đây bà tọa. Dương chập đam do tray được phơ sấn. Tọt một tiết lên trâu thầy một tiết nữa. Ở dương chặt đam liêng và lại sấn. Chắp đam đâm đến đã lại cho mùi mình tươi. Thôi dừng đâm biệt tụ mới. Tiếp theo tới dân đông về cuốc. Dân đàn đấy nóng côn tâm rồi cháu dân chắc đang đặt lưỡng nghĩa miền bó lứ hay nâng mở rạch. Dân đặt bó lứ máu và tỏ một tiết mở rạch. Dân sẽ bạch trương lên cho mỗi nâng tâm mát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thông sẽ đạp cháy. Thank you.
bọc một tí dương chập đang bọc tôm xó. Vì sao thì chị cả đó với dương ban thịt ha, lấy dương chập đam hành ghế. Lấy nước lên chập đang chiên trái. Lấy nước lên chập đang chạm lên chà trốn. Một tiết lên chập đang chiên trái. Trai bỏ vô ban cho anh hay là lợi dương chập đam cha và lại đi lợi dương đặt trên cha cho sấn là lợi dương chập đam cha sấn còn một tí dương đặt sạc tay xuống. Hay là sai sốt ní là lấy cho ăn heo dân chặt đam được đại thế bộ một tiết dương rồi một tay mọt từ lửa trời á hay tấm xó. Tôi phải dưỡng rồi tâm nâng một tay rồi hái nè, rèn cha dân đại thế nào, dân sao chỉ lớn tâm nâng mắt.
nít đây và dân ban rủi ro hao ấy là dân chập đam lúa ô cứ khơi lòng chui cùi trong nha muộn á nè ô sạch rồi lòng bùm bùm ô muộn á ngon chưa tọt mà tiếp nhâm cho một sạch á nè ôi mà sạch rồi ạ bye bye.